Ok, mời lên em. Chúng ta lại tiếp tục một con game Việt Nam tôi chơi chịu thôi. Đây. À, cái game con ông hồi hôm qua, cái đảo ông gì đó. Để được nó có mui rồi, nên không cần phải chơi thuốc nữa. Nhưng mà nó cũng hết content này, nên cũng chả biết chơi cái gì luôn. Game tên gì đó, Bia lần đấy nhỉ. Ủa? Đây đây đây. Đang để tôi nó mua rồi, bây giờ đãi là vô chơi được. Nhưng mà làm biếng chơi lắm. Game cũng mà khá là ít content nên không chơi nữa. Thì bây giờ vô tiếp con game buổi chiều thôi. Có đồng về phần. Chúng ta tiếp tục nhân vật thứ hai. Một ngôi sao sáng của làng game Việt Nam. Nên chúng ta hãy tiếp tục trải nghiệm nó. Anh em nào làm game ra thì tôi cũng sẽ chơi thôi. Trừ mấy game kinh dị nhưng mà ghê ghê quá. Thì cũng chỉ mua ủng hộ. Chứ mấy game đó thì không dám chơi rồi. Ok chưa? Đủ sáng này ảnh hưởng sao ta? Tôi không thấy thay đổi nhiều. Cái hoạt ảnh animation động ở lúc màn giờ loading game này rất là độc đáo nha. Tôi cũng có nữa. Với anh em luôn, vài bữa nữa anh em chơi được rồi. Steam rồi. Cái hạt tôi nó có con game rồi nên nó không cho tôi cài cái bản demo. Khá là bực bội cái vụ đó luôn. Đây. Phải chơi là qua cái demo của cái hạt khác á. Tôi cũng chưa có tối ưu nữa. Đó. Cũng có ảnh động đàng hoàng với người ta nha, không phải cù bắp đâu. Anh em nhìn thấy cái này nó xây xây ánh sáng rồi có khói bốc lên rồi. Chứ không phải là mỗi anh tỉnh đâu, lâu lâu có mấy cái bình thuốc nó rớt xuống tạo cái hiệu ứng là động đậy cho nó. Đó. Vì nó rớt dữ vậy ta liên tục đi. Rớt cái này là ngẫu nhiên. Tôi xác lập thời gian là 1 giây tới 1 phút á. Hên xui nó rớt nhiều, hên xui rớt ít. Thì đây là cái bản demo thôi. Steam nó đã duyệt rồi. Hẹn anh em ngày 18, 19 gì đó. Ủa cái này là gì? Để mở được cái lát mới thực sĩ hay gì nào. Thợ săn. Thực sĩ. Chúng ta chơi quả đen thử đây. Mỗi vũ khí sẽ tăng 5% sát thương. Vậy mình sẽ ưu tiên mấy cái vũ khí mà có diện tích nhỏ. Như là dao găm và rìu ngắn gì chẳng hạn. Đây. Nó có dao luôn mà. Cái này là hai dấu chấm hỏi, một dấu X, băng đạn rồi. Thêm tính năng sắc bén cho mấy cái vũ khí bên cạnh của mình. Là móng vuốt là cũng chỉ có 4 ô thôi. Còn một sát thương với mỗi 20 kẻ địch tiêu diệt bằng vũ khí này. Hơi khó à nghe. Đầy đam nó rất là thấp luôn. Cái móng vuốt này chỉ số sử dụng của mình chỉ có 70% à. Tôi nghĩ 70 đó thì cũng không mà ấn tượng cho lắm. Xét sức nảy 35% nảy là sao ta? Là mình chém bên A nó vòng bên B đó. Vì dao găm trước đi. Chơi luôn mới khó thử ha. Này gì đây? Biểu nguyện. Nhân vật cổ vật. À, mấy cái này là khi mình hoàn thành dạng như một cái thành tựu thành tích gì nó sẽ unlock mấy cái này ra. Tiếp cận này có thể là đạt được á. 50% tốc độ di chuyển, 60 giáp. Bại boss đầu tiên. Rồi chưa tôi chơi là gặp boss đầu với cắm đầu chạy không mà. Mấy cái này mình phải đạt được thành tựu nó mới mở phá thôi. Thưởng này nó thưởng cho cái đòn gì đâu. Thì chắc đem lại đây để sử dụng á. Đây, vàng khởi đầu. Tôi có 68 cái cổ thạch và 4 cái chìa khóa. Chìa khóa thì chưa biết làm gì, còn cổ thạch thì xài đây rồi.
Ồ, cái này là đánh ban đầu là ngon nha. Tăng 2 điểm luôn. Ưu tiên hết vô cái điểm này trước. Này cho cuộn nó chậm quá ta. Đây đây đây, cái này cũng rất là ngon đó nè. Hai máu đổi một rồi, ok, có thể refund. Refund nó mất gì không? Không, refund vẫn như cũ luôn. Vậy là mỗi lần mình chơi một nhân vật hệ cận chiến hoặc là pháp sư đó, mình có thể tăng mấy cái điểm này thoải mái, không có giới hạn. Thì tôi vẫn tăng như nãy thôi. Rồi, ok. Chúng ta còn sử dụng được cái chìa khóa này vô gì ta? Ê, cái gì đây? Wow. Cái này là một cái tháp. Cái này là phải có cái bản vẽ mới được hay gì đó, tôi nghĩ là vậy thôi. Rất là nhiều cái vũ khí luôn nha, từ vũ khí tới trang sức luôn. Cái này là cái kho vũ trang thôi. Cái này để mình test đó hả? Chìa khóa đi làm gì ta? Rồi chúng ta tiếp tục kiếm thôi. 5 con, 10 con. Mấy cái quay đầu mình cố gắng là giết quái thiệt nhiều để nâng cấp, chứ thọt cấp cái là nó thọt đồ về sau lắm. Nên cứ bán máu mà ăn đam đi. Thắng được khoảng 2 điểm rồi đó. Đó lên được 2-3 cấp luôn. 6 không? Video của mình chưa coi được. Cố gắng mở ô bên trái. Nó chỉ tăng cho kiếm thôi nên không tác dụng mấy. Cái này né tránh của mình nên bui không ta? 10 giây đỡ được 4 đam. Thì con đây. Đây có dao nè. Song kiếm này thì nó 22 một ô. Tức là nó 4 ô lận. Mình vẫn có thể sắp xếp được. Này cũng ngon, lấy không ta? Lấy không đi, để tôi xếp lại. Kỳ cục dưới nè đó, gì thì mới được 4 cái xung quanh luôn.
mấy cái bình luôn đi. Tiếp theo gì bố máu vậy? Ấy da. Còn 12 máu à. Thêm một thùng mỗi tầng cũng được. Cái kiếm này thì không có cộng chỉ số gì luôn. Tiếp thôi. Không có tay dài nên cũng không có sợ cho lắm. Đi gì có thùng một đống luôn mà không đi gì ngu quá. Mình đây nữa. Nghĩ gì đây? Trừ một giáp, giáp trừ 10. Mấy cái đó thì sếp cũng hơi cực nha. Cái này cũng ổn mà sếp có ngon đây. Giáp đã chả có rồi mà cứ trừ hoài. Bốn chục vàng để hồi tí máu cũng được. Máu mình có 15 mà. Còn phát nữa. Thuốc máu không hồi sinh là cái gì? À, chết rồi sống lại. Mua cục máu xong cái nó lại đầy máu 10 làm sao. Cái này cũng được. Gì đây? 7 hút máu ngon. Tốc độ di chuyển mình đang có 7. Cái này chơi hệ quyền ngon. Giờ mình chưa cần vũ khí cho lắm. Bây giờ 5 cái vũ khí của mình đều đã chạm vô được cái ô này. Giáp trừ 11. Gôn phát nữa.
Cái này cũng ngon nè. Tạm thời phá ngộ đi, giao sao mình lên cấp mình đục hai lỗ nữa mình đặt nó vô đây. Không, đặt nó ngay chỗ này cũng không được. Thôi hồi nữa tính, tạm thời phá cái này đi. Sao còn hai máu vậy? Ăn đi ăn đi ăn. Để nguy hiểm coi. Trời ơi. Thử thực sĩ rồi. Khoan khoan khoan, bắt lại cái nếu như mình quên hết thì đâu có cần đốt cháy làm cái quái gì. Đam 14 DPS. Hai cái này tôi thấy nó đã ná nhau. Nhưng mà cái này tầm nó ngắn hơn. Chỉ số sử dụng mình có 50% thôi. Cái này hợp cho pháp sư với cho thực sĩ. Giảm sát thương 50%. Quá chậm quá ơi. Quá chậm luôn, lên được có 2 cấp à. Cái này áp được cái lời nguyền nhưng mà nó giảm đau. Đánh chậm quá không? Mình sẽ thọt đam liên tục luôn. Hay quay mà lên được có 1 cấp. Này cũng gậy nữa. Cái này cũng là gậy nữa. Mình còn 4 ô nhưng mà khó xếp lắm.
Trời, nó chiếu như là gì vậy? Giống mà Victor á. Gì á? Có hòm gì không? Đi kiếm gòm nữa. Mấy cái hiệu ứng này làm chậm chắc để mà sơ tắt cái boss ngon thôi. Ê, gãy hai luôn hả? Ấy mua lộn ấy, con mắt nó như mù á. Vãi đái thanh niên. Đúng là liệu cơm gấp mắm, thì tự nhiên nhìn cái món dưới xong rồi mua món trên. Cái gì 20 máu? Bốn chục máu. Sao nó ra đồ phép dữ vậy ta? Bốn hai vậy, bốn hai cũng hơi khó à. Không, bốn này nó xây ở dưới. Để tạm ra ngoài. Để tạm lần cũng chỉ được có một món thôi chứ. Còn rồi, sếp sao dở? Không sếp được là phải bán món đó. Có khi bán đại cái gậy phép này đi. Bán đi. Đánh chậm như rùa luôn. Cái này giống cái này quá vậy. Cái cuốn sách của mình đó, nó gây hiệu ứng đó, giảm sát thương, nhưng mà nó có hiệu ứng lời nguyền, nên cái nào đánh ra nhiều tia thì mình mang mới có lợi, nhưng cái gậy phép đũa phép nào. Gòn phát rồi.
Gậy này cũng không hợp cho lắm, tí nữa có điều kiện đưa thay luôn. Đây. Trời, đánh cái thùng 3 hit. Không có đam nó yếu dữ thiệt. Gán cắn rồi nằm máu rồi chứ. Một hồi đánh chậm như gùa luôn á. Cái này ghê phép nè. Vật phẩm chiến động liền kề là cái quái gì? Đây gậy hai đây, cái này cũng hai luôn. Này đũa băng đấy. Gì? Để như thế này thì cái cây này nó không được hưởng, không được hưởng cái hiệu ứng. Cây này nó rất cần cái hiệu ứng nó quan trọng hơn, nên để hai ô ngang ở đây. Này cũng được, không trừ gì. Tiếp. Trời, đam đây thời gian gặp mấy con salam này nữa. Rồi, to rồi. À. Máu thôi, đâm thời gian gặp mấy con salam nó phân ra là chết. Một máu vãi đái thiệt, hai máu. Đây, nó bán máu cho mình luôn nè. Game này biết marketing phết á. Cái này rất là quan trọng nha. Này cùi quá. Ủa?
Cái gãy tím. Cái gậy màu tím hả? Sẽ thương mình bé tẹo à. Chào ta. Cũng được, cắn mình máu đi. Trời, ông cốc này ông am như vậy thì toan rồi. Đâu? Trả được tới vũng méo rồi luôn. Lên được hai cấp rồi rồi. Máu thì quá bèo. Trừ một giáp nó hơi chiến sinh luôn á. Tôi cần level. Mới uống hai bình máu xong giờ còn mười mấy máu. Con này đánh chậm quá. Này phải là unlock khá nhiều thứ rồi chơi nó mới được. Quái nó chạy nhanh hơn mình đó. Đánh thùng không bể nói à, một máu nữa ơi, có máu không, một máu lên hai máu, toàn là thập tử nhất sinh không à, hai cái màu xanh, ba cái màu xanh. Cũng vô ngôn hết ta. Còn một máu à. Không lỡ bán cái này đi. Có máu không? Hai máu.
Vàng, trời ơi thịt đâu, thịt. Một máu, chuyển sinh rồi. Một máu, nãy giờ ba cái một máu rồi đó, mới có 9 rau, hết 3 rau một máu rồi. Xếp sao để nhét được kia vô ta. Này nó 5 ô hẳn hàng rồi. Đánh chậm quá à. Chắc phải bỏ cộng long rồi đi luôn á. Đây. Có ai bán máu me gì không? Một báo nữa rồi. Quần đít mà đấu với bích to hả? Rồi, kìa nó bắn về tiểu liên vậy. Rồi sao? Còn 10 tầm xa, không thể cận chiến. Dập phóng thì giảm hiệu quả đi 33%. Thể lực cũng vậy luôn. Mình chưa unlock được món nào hết. Cộng 33 tốc độ tấn công, nó có 2 ô nên tối đa là 1 2 3 4 5 6 ô. Này giống sọt ganh nè. Nỏ tự động này bắn rất là nhanh luôn, nhưng mà mình cầm vô thì không hợp. Thử cái này đi. Tôi nói là tôi về bậc 1 đi chơi farm tiếp. Cái này thì không cần mình phải chỉnh cái hướng. Vẫn chậm quá. Ba ô nữa. 1, 2, 3. 4 cây nỏ, một xà lông chim.
John Wick, John Wick phiên bản cung. Có hộp cái gương vô không? Đỡ được 4 máu cũng được đó. Này để đây ổn rồi. Tí nữa mở hai ô trên quay cái đầu này xuống nhét được cái vũ khí nữa vô đây. Đào tối đa 6 cái lót bao dây xung quanh nó. Tay dài có lợi quá ha, bùi hút máu nữa thì sao ta, lên cấp năm ô nữa, hai nỏ luôn. Lấy chứ cái nỏ xanh này đi. Để mở ô ở đây nữa là ngon rồi. Lại nỏ nỏ này thì có dòng phụ, nỏ kia thì không có, nhưng mà hai cái này đều bậc một cả. Nó tốn thêm một ô nhưng mà nó cộng được cái hiệu ứng đó, nên mình đặt vô thì có thể ngay đây nó có lợi hơn được. Mình đi tiếp đi. Cần cái lên level kìa, không cần lên máu. Này farm quái cũng rất là nhanh nha.
Thêm thùng cũng được. Đó, vậy là đủ 6 cái bao bọc xung quanh đó luôn. Đủ 6 cái chạm vào này luôn. Mình còn 5 ô nhưng mà không thể nào xếp được. Lấy cái thùng đi. Nỏ này giống sọt kinh để đánh boss là nó rất là quan trọng đó. Bùi bảo kích nữa là ngon lành luôn. Ủa cái này có xác suất bảo kích chứ không có tỷ lệ bảo kích đó đâu. Tiếp. Pháp sư đánh quá chậm, con này thì đánh quá nhanh. Rồi lên được con cấp à. Bỏ được chỉ có 2 ô thôi. Này lấy thì nó lên đâu. Vào sau đi mua luôn. Cái này đi lùa quá rồi chứ đánh đấm nữa. Tale of Non là si. Đồ lên cấp đâu. Ôi vãi, nó đi lên không vậy đó. Còn hai cận chiến thì không tác dụng. Cái này được nhưng để đồ đâu mới được. Cái này thì nó không có quan trọng tốc độ tấn công mà nó quan trọng là cái tốc độ hồi chiêu, nên không cần để gần cái gạt này, tại vì nó bắn xong 6 phát là nó phải reload 2.2 giây. Tức là mình bắn càng nhanh thì nó vẫn là 2.2 giây hồi chiêu nó thôi. Hai cái này rất là ngon nha. Ủa, cái này rất là ngon nha. Chứ cái nón nó nè. Tạm thời phá đi.
Con này là tăng chỉ số giáp vô không có dụng mấy, nhưng mà bắt buộc phải tăng, tại vì không bốc sao bốc hơi một tiếp. Còn phùng nổ là gì ta? Phùng nổ cho hộp vàng không à? Rồi lên được có 2 cấp à. Gì đây? Ngon mà mất 4 máu nha. Nó tăng tới 7 máu lần đó. Nên muốn bỏ cũng không bỏ được. Kiếm cái nỏ xịn sò thôi. Gì đây? Cái này cũng được. Phá. Ok. Gắn lên 2 level. Giá vừa đủ 2 level luôn. Tôi cần cái nỏ xịn sò hơn. Mình thọt đam dữ lắm rồi. Hay ổn lắm. Chết cũ rồi. Sức bổ kích thấp quá à. Mua lại, bán xong mua lại. Để xếp sức bổ kích để vừa mới nói xong. Hai món này đi với nhau. Là lên 13 nữa là nó bán 22%. 4 lót là phải lên 2 cấp. Nếu lên 1 cấp thì sẽ bán hai cái món này. Bán hai món này. Mà mất cái điểm tầm xa là nguy hiểm lắm nha. Tôi còn phải bôi hút máu nữa. Dạ. Yeah. Bắt đầu mình thọt đam dữ rồi đó. Lên được con cấp rồi. Thọt đam quá rồi. Sao giờ? Cái này giảm sát thương nữa là ăn cắm luôn. Lấy dọc phóng cũng được. Giảm tầm xa cũng được. Lấy dọc phóng để nó tăng đam.
Tốc độ di chuyển. Bổ kích đi. Có cái nỏ nào xịn được không? Tốc độ di chuyển nữa, giờ mình chạy rất nhanh luôn. Thằng nó bật bột không à, thằng 10 đó nha. Là mình thọt cam quá trời rồi. Tiền gần cả ngàn luôn mà không được tiêu nè. Cái gì? Bắn không bể nổi cái thùng nữa. Yếu quá, yếu quá. Rồi không cần di chuyển di bộng gì hết nó hoặc đàm dữ lắm rồi. Bốn bốn thì chả cần dữ lắm, bông màu tím à. Đây 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 nói đây. Né thấp quá, lấy thêm thì cũng không thấy dụng gì mấy. Bỏ. Một đam nhập phóng tầm xa nhưng mà dư hai điểm cận chiến hơi phế. Tốc độ tấn công cũng được. Giờ sao tính? Mấy con xà lan này bắn thoải mái luôn. Lên có hai level rồi.
gì đây? Không. Mở hai ô đây nữa thì ngon. Cái này nó chỉ có 7 đam thôi. Nó bắn rất là nhanh. Nên muốn lấy được nó là mình phải lên ít nhất một cấp nữa, đục cái lỗ này. Đục hai lỗ bên này cũng được. Xây ngang cái này đi lên. Ở một ô gấp cái đuôi này vô. Ok. Cái này tăng rất nhiều máu nên cũng không bỏ được. Rồi đi thôi, đi thôi. Tiền nhiều quá mà không có chỗ xài. Lên 3 level thì mới mua được hai món đó. Có thùng tăng level không? Toàn máu không mà. Toàn máu không luôn. Mình được có hai ô nữa à. Mình muốn trên này. Không được rồi. Sáu ô cơ. Ngon. Mà với hai cấp mới đều được. Cái vật phóng này rất quan trọng nha, không có nó là đạm mình nó thọt tụt dốc khủng khiếp luôn. Vì là tối ưu được 6 vũ khí xung quanh mà. Cái này thừa ra. Giờ cố gắng lên lót nữa lấy máu thôi. Hoặc là nâng mấy vũ khí này lên. Cái này đều vào một vui quá. Nó may mắn mới bùi.
Bán luôn cái mớ này rồi lấy cái cây này luôn á. Nhưng mà mất 16% tốc độ tấn công. Thôi. Còn nó giống bộ của mình vậy ha. Nỏ tán xạ, nỏ tự động, nỏ thương. Ừ, cần cái này cao hơn. Nỏ tay. Nỏ tay mình có cái đây rồi. Còn ba gì không á? Tầng 13 rồi đó. Máu này 71 giờ lên 83 nè. Đây lên cấp. Trận quái đụng ra chín máu. Mình còn cục thịt đó nữa nên cứ thoải mái chi máu. Này ngon.
Cái bao lẻ này đều không thể thay thế được. Nên muốn lấy là chỉ có bán thôi. Một ô, hai ô, ba ô là không thể thay thế thế nào. Lấy cái hai giáp được rồi đấy. Dạ, 15 máu. Mười chín máu. Dạ, đâu vậy? Đạt được thành tựu là tiêu diệt quái trên năm vậy, chưa kịp đọc nữa. Năm ô rồi. Ấy, cái bình thuốc. Lại tốc độ di chuyển. Tốc độ di chuyển không à? Nỏ tán xạ là cây này đúng không? Đây. Gì đây? Nỏ giáp một là sao? Nói chung cái chữ T nó 15 máu đó, không thể bỏ được. Giáp mình mỏng quá rồi. Kính bướm. Mất 300 hút máu không ổn. Còn hai máu à? Bảy hút máu rồi cũng ca cá rồi. Để giả. Đâu
Có xanh không thì không cần. Chữ T vậy? T để đây. Hai ô với cái găng tay. Còn cái nào nó giống cái này nữa không ta? Cái thêm thùng này thôi. Sắp hết rồi. Giờ bắn thùng không nổi nữa. 84 máu không cần. Hút máu mình đang nhiều 19. Được 26 rất là ngon rồi. Tốc độ di chuyển mình cao quá, xài không được. Tốc độ di chuyển mình tới là 38 lần. Nhưng mà cái này mình đứng yên thì vẫn ngon nha. Mình di chuyển là rất là yếu nhưng mà đứng yên rất là ngon. Tôi không biết nó là có lợi lộc gì không nữa. Phá tạm tôi đi. Tôi vẫn thích đôi giày hơn. Thật 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 thật. Đi vào đi vào đây. Gì mà nó kêu tôi đứng yên bằng niềm tin nào. Đóng máu luôn. Bốn giây nữa kịp đưa vào nó không? Vừa kịp. Đây 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 cái này ngon hơn. Ủa? 331. Không được. Support rồi cái này nó rất quan trọng, bỏ cũng uổng lắm.
Này mất 10 giáp luôn. Thốn nha. Để dưới này. Nếu được. Không có khả năng. Giờ mình phải bán cái gì đó thôi. Cái này khá vui nè. Cái này thì sẽ tắt ngon với màu đỏ bán không được. Cầm tạm hai này, tuần sau bán. Ok, tuần sau tập trung cái này. Nó 6 ô thì ít nhất là 2 level nữa. Giờ 1 level thấy cũng chua nữa. 20 giây mà chưa được vòng 3 nữa. Đó, ăn được cái một giờ vào cũng đỡ. Cộng thêm một lần nước mà không thấy gì anh ta. Trời tăng cái ô này đông cái béo gì. Sẽ đỡ đường tí sẽ cương. Bây giờ phải bán 3 lót, ít nhất là 3 lót. Tôi không thấy một nước nào ở đây chứ. Bán này đi, cầu trắng. Bán cái phát hai nữa. Yeah. Tôi dày này ngon lắm phải giữ. Cố bán cái này nè.
Hết tiền. Này cũng ngon. Mất mười mấy phần trăm tốc độ tấn công, thấy nó phê phế hơn. Nhưng mà nó tới 4 lót rồi. Ê, cái ghế cây. Rồi, to yếu quá rồi. Bây giờ giảm đam tăng hút máu thấy cũng hiệu lắm. Cộng 12 tốc độ tấn công luôn nè. Cũng đồ gì cùi cùi không? Thuốc máu thì bỏ ra hiu lắm. Hai vật phóng thì bỏ ra thọt đam chết luôn. 5% bạo kích, 6% tấn công. Bỏ cái găng tay đi. Này mình không có găng tay để cộng được cái dòng vàng ở dưới. Ba dòng phóng. Giảm 2% bảo kích thì cũng chua lắm. Nhưng mà tăng được 1 gram nó ổn định hơn. Tại mình bắn nhanh. Tầng cuối còn 2 máu à, ấy 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 da. Chém gì chịu sao mà nói. Đến bỏ không mất máu luôn.
Trời, thành tựu đừng có nổ ra nữa, không có, không có thời gian đọc đâu. Bắn được 5 phát gì trong game á. Cho này nâng cấp mạnh mẽ đi rồi mới quay lại bắn boss được. Giờ này chỉ sinh tồn thôi. Lựu đạn nó mới có độ khó 2 mà nó cũng hành tôi gì nè. Cái này mà lúc end game nó không cho màu đó. Đừng nói dép là design lại nguyên cái ba lô chứ không có viết cái hầm gọi ba lô lại vô đây à. Có 39 tiền rồi, đi tiêu tiền. Thương thủ. Pháp sư. Đánh chậm quá à, 0.8. Nổi không? Thử rồi, thử cái đầu thôi. Chơi pháp sư này á. Chứ tôi thấy hiểu lắm. Thiền mình nó không có hồi nữa ta. Chỉ con này đấu bùi hút máu làm gì. Pháp sư đến cho một đống búa ghiều coi trên được không. Ủa? Bốn một thì mình quay qua kiểu kia thì không có để cá cái cục này được. À không, cái này không cần đi gần. Để đâu cũng vậy rồi. Thôi sao không được, để đây được mà. À không có tiền cốc ơi. Ấy mới ăn cái gì, mới ăn máu hả? Đống máu luôn. Nằm mồ luôn.
Ủa bả cái gậy lửa không hả? Tân ngu vậy. Đợt này tôi cố giết một chùm nữa anh chơi là bậc 1 mà giết chùm không được nữa thì nhục lắm. Ê chê lắm. Lên cấp nào. Cố gắng lên được 3 level không? Ba level rồi, 6 ô rồi. Chết cũ rồi. Giáp cũng không cần. Lên 3 cấp nữa. Pháp sư cận chiến. Lên nâng cấp à. Vẫn không có chỗ lắp. Là lấy cái này ngon hơn á. Chơi mà tay dài đi. Này là dạng semi rồi, đi với cái này ngon nè. Ô.
Để giá. Mình xài khi ngang cái đó có tác dụng méo đâu. Còn không nổ không vậy? Chưa lên được level nữa. Wow. Tầm xa 47 bán đi. Từ từ sẽ thay hết mấy cái vàng này luôn. Không được, 8 sát thương. Đấy. Đang chơi ở cái mức 1 nên nó rất là đơn giản. Chủ yếu bùi thử con này coi sao thôi. Cái chai nó không chén đập. Tiếp. Mấy con Wargit này nó trâu dữ vậy ta. Nhưng mà mình có đốt máu thì thời gian nên cũng không lo lắm. Lên cấp. Lại thiếu chút xíu. Có thùng để vào luôn. Con này trâu gì ta? Nó quái tình anh hay gì á. Kiểu này khó là giết boss được rồi.
lên được con cấp 1 à. Đại chi pháp sư nó cho cái đại chi có item nào qua wow. 6 ô hả? Ủa? 6 ô. Chưa cầm. 2 level nữa thì mình boost cái này lên. Ủa level nó ấy bán máu lấy level mà không được. Này sao nó đi hoài vậy ta? Đi chậm hơn cũng không sao. Liều liều ăn nhiều và là liều hư nhanh này thì quơ gít băng hỏa xong
Ê. 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 Không. Có cái nào hình chữ T chữ L gì không đó? Ủa? Cái này thì nó dính gì mà nó chiếu vô hai cái mà hai lông chim này chứ nào? Để thử này ra nó dính không? Dính luôn. Ma lực 39 cũng vậy à? Nhưng tại sao nó dính hai cái này ta? Tụi ma lực 42 nè. 39. 39. Tăng 1%. Tại sao? Nó có nghĩ hiệu ứng gì đâu. Làm nãy giờ tôi không có sắp luôn. Vẫn 42, chả có vấn đề gì cả. Đùa nhau à? Phan, nãy giờ mình làm gì? À, đang kiếm chỗ gắn cái cọng dây chuyền này. Độ di chuyển không cũng như không, mình có hai ô thì cố được cái này phải lên ít nhất là hai level nữa hoặc một level bán một món thì ngon phát à. Cái này mà phép hả? Ok, phá hai cái đi. Dạo này cố gắng lên hai level. Cho mình bán món nữa là đủ. Còn ba đồ bất tử mà không lên được một level nữa.
Cần nó lên cái gì? Tốc độ tấn công. Giờ sao không có là thanh lý cây này luôn. Lấy cái này. Năm mươi lăm phần trăm của ma lực của mình. 22 cộng 2.2 là 24.2. 24.2 à. Không. Đoán đi. Lại long huyết. Tốc độ di chuyển cũng được. Cái đũa băng cũng ổn. Bỏ gậy lấy đũa cũng được. Nên không ta? Đó gì đó nhét được cái đuổi luôn nè. Bỏ gậy luôn. Xây bông vũ à. Ủa sao mình được 42 phiên nữa ta? Hai level cũng đỡ. Chết tích cọt ha. Năm mươi ma lực. Đôi giày này rất ngon nè. Sáu ma lực bỏ cái gậy này đi. Cũng không ổn cho lắm. Nên không ta? Dao hả? Sắc bén tuyệt hảo, nó hai thuộc tính luôn. Thực sự mình không cần hút máu cho lắm. Quá nhiều dây chuyền rồi. Ngu quá, kéo cái đó xuống đây mua xong rồi mới bán là tiết kiệm được 8 đồng rồi. Trời ơi.
Tận 8 đồng chứ ít đổi gì đâu. Pháp sư này cách phép như Naruto luôn rồi. Hagi Potter cầm súng AK. Đó kiếm khí hồi nãy đó. Có đũa lửa thì đốt địch nó ngon hơn. Mình 223 chứ này. Ôi ơi. Cái này để bêm con bot. Sự cảm giác mình liêu bái nó vẫn chậm chậm thôi. Nấm đấm bậc 4. Đấm ai? Áo. Ủa kiếm này được không? Hai level nữa, đây tầm cuối cùng của mình đó. Thậm chí tôi bán cây đũa phép luôn, lấy cái cây đó cũng được nữa.
Chết rồi, cái nào cũng ngon vậy anh. Bây giờ xếp đây nào. Đũa phép hoặc gậy. Phép đũa phép đây. Kêu sau đi xếp. Giờ cũng chưa cần xếp lắm. Mình không có giáp. Tốc độ di chuyển. Gieo sau sắp xếp lại. Một cây thôi, hai cây cũng không thấy dụng gì đâu. Có hai cái đũa này sao không thấy trụng ta? Chưa đặt nó dọc ở đây. Kho đồ của mình không có cái nào một món hết trơn á, nên xếp rất là khó luôn nha. Nên vào sau đi xếp. Nhưng mà hai cái này sao mà ghê vô cái này nó không hiệu ứng bột hai cái này đâu. Trong hai giao tới thì lên hai level tối thiểu. Con nào nó bắn mấy cái đạn đạo khiếp quá vậy ta. Vào cũng đỡ. Né tránh mình không có. Nổi đỏ luôn. Tiền xong do này là tới boss rồi, cho nó không đặt máu tối đa gì 50 đâu. Hồi sinh lại thì tôi không biết khi hồi sinh đó cái giáp của mình nó có được tái tái chế theo không, chứ không thì nó hồi chỉ có 50 máu thì khá là lộn. Còn thật không ạ? À?
Modern Kaiser Wargit. Mấy con dơi có Vladimir không? Gì đây? Phục hồi 40. Cái này phải lấy rồi. Ok, xếp đồ rồi đó. À đây phải sử dụng. Khá tiền còn trống nhiều quá vậy. Bây giờ xếp đồ, sẽ đặt cây kiếm ở vị trí chính giữa. Cái này vô dụng rồi, bán đi. Sao nó để dính vô cái này ta? Nói chung dời mấy cái này ra góc đó. Đây, để cái này ở đây. Nó dính được cái bông rồi luôn. Bông này dính luôn. Mình sẽ đặt 6 món ở gần cái đó. Không dính được cái đũa. Cho để ngoài có món à, giờ xếp lại chắc cái buổi nữa. Không được. Tôi muốn để thử bọc hết à, 6 cái vô chỗ này ơi. Coi cái cục này nó có tác dụng gì không. Bây giờ sẽ phải đưa cây kiếm này lên trên. Kiếm này nằm ở đây cho nó tiếp xúc được với cái đống đũa phép này luôn. Ba lỗ, bốn lỗ. Bán nó trên đồ rồi.
Không, xây cái này lại để cho nó dính vô thì ba cái hiệu ứng này. Xây sao đường dây vậy? Nếu xây được. Từ từ để tôi suy nghĩ. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, tất cả đều đụng vô cái cây này hết thì tôi không biết nó có tác dụng gì không. Thì bên đây cũng sáu cái nè, đụng vô khi ghe chuột vô là nó có cái bo viền vàng nè, nhưng mà cái này ghe chuột vô nó không có bo viền vàng, trong khi cái dòng mô tả nó là xác sức cho mỗi cái đũa phép hoặc gậy cạnh bên nó là 10 cộng thêm 5% nữa, thì tất cả cái đũa phép thì với gậy là tôi để xung quanh hết nhưng mà không thấy nó ghi cái dòng hiệu ứng đó. Tôi vô thôi. Xong cái này nghĩ gì rồi. Đó lên được 69 cái khiên nè. Vậy là xếp cái đó là phải có tính toán nữa. Mình có 2-3 điểm hồi sinh lận nên tôi cố gắng chết thử lần này. Giết em đi anh ơi. Hồi sinh lại, không có hồi sinh siêu rồi, vậy là phải sống thôi, không nên mạo hiểm quá. Sao người Việt Nam mà lại dùng từ ông chủ, chữ đó là chữ boss đó, chữ boss là quái á. Để tôi coi unlock được cái gì không. Lên lóc được cái gì phải ghi cho người ta biết chứ. Mang gỡ hả? Rồi đấm tay. Thì tôi vô tôi coi thôi. Hút máu. Đấm tay, ok. Này khá ít điểm nâng nha. Ừ, cái này quan trọng. Không, cái này quan trọng nhất. Để một điểm, ok. Thì lần sau tôi sẽ chơi nhân vật này. Trong đây tôi vẫn chưa khám phá nó ra là cái gì. Mình chưa có mở được bất cứ cái món gì đúng không? À đây. Này là sao?
Cái này là mấy cái thành tựu của mình. Ví dụ cái đầu tiên ha. Ví dụ như cái hình chữ nhật vuông quyển sách này đi. Sổ tay đao kiếm. Thì nó đây. Bây giờ coi cái nào ngon mình sẽ tập trung mình đốc cái đó. Chục mũi tên. Đây nó đây. Đây là đạt được 5 mũi tên với tư cách là xạ thủ. 5 cái điểm xuyên thấu của xạ thủ mình sẽ đạt được cái này. Anh em nào không biết cách mở phá thì có thể ra Steam check database cái đó coi như cũng được. Cái này là sao ta? Nắm chán. Cái này thì tôi có thể unlock được rồi nè. Cái này khá là rẻ. Cái này cũng vậy đó. Nói chung là cái này nhận mặt được rồi mà chưa gấp được cái này luôn. Cái này cũng được, ngon nè. Chén thánh này ngon. Cái này cũng ngon nữa. Rồi ok. Con game này không có tỷ lệ bạo kích. Ủa không có sát thương bạo kích. Nên cái sát sức bạo kích của này nó hên xui lắm. Đây mình mới được có hai món cái gì nè. Game này tính ra còn dài. Rồi ok bye bye anh em. Nãy giờ coi thông cảm thôi. Lần sau tôi sẽ chơi em này với bộ móng vuốt. Hoặc là nắm đấm. Mình còn nhân vật nào mới mở phá nữa nè. Hiệp sĩ. Thương thủ. Thực sĩ. Pháp sư. Còn 1, 2, 3, 4 nhân vật nữa. Một là hai là ba là bốn nhân vật mình còn chưa mở năm chứ. Rồi ok bye bye anh em.